Đây có phải là nấm, thường nó là nấm liêm xanh nhưng mà không phải, cái này là nấm liêm đen phải không các bạn? Nó dài này. Cái mọc gì nữa đó. Không biết là nấm gì luôn á, nhưng mà nghĩ là nó là cái gì à? Hắc chi chắc dữ quá, này dưới chân nắp chân. Cái này mình đi xung quanh nhà thôi, thì xung quanh nhà mình là rừng đó, nó lên rồi thấy không. Đó, cái cây nhỏ nhỏ nhóc cái gần đó. Đó. Không biết nó có tác dụng gì không, mấy cây này.